không đếm được đúng không? Không đếm được các bạn dùng gì ạ? À? Is đúng không ạ? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì? Is à, cái tin tức ở trên chương trình tin tức ở trên TV là the, còn new không thì chỉ nói là tin tức nói chung đúng không ạ? Bằng đáp án chính xác. Câu tiếp theo này. Giỏi tốt trong lĩnh vực gì? Dùng từ at. Better, good, bad, at. Câu tiếp, have already, cộng phần thứ hai, là gì? Câu 3 này, căn phòng trống rỗng nhưng tôi cảm thấy ba chấm đang theo dõi tôi. Nhưng cảm thấy rằng có một gì? Có một ai đó đúng không? Đang theo dõi tôi, đúng không? Câu này sẽ là somebody. Tiếp, tôi biết rằng cô ấy có từ at the moment hiện tại tiếp diễn. Đáp án, baby is working. Câu 6, cô ấy nhìn cả lớp có từ lúc, lúc thì đằng sau cậu một tính gì? Tính từ nhá, cẩn thận nhá, lúc cộng tính từ là gì? Happy. Số 7, hiện tại hoàn thành dùng cái gì? For. Số 8, vào mùa đông dùng cái gì? In. Buồn, chán. With, đúng rồi. Speak động từ thì đằng sau nó là trạng từ đúng không? Đáp án. Badly. Cô là một cô gái người mà nói chuyện với Peter. Who is talking? Thực ra này câu này dùng rát được không? Được đúng không? Tiếp. Khi chúng tôi nhìn vào em bé tối hôm qua thì anh ấy đang ngủ đúng không? Hành động đang xảy ra, hành động khác chèn vào đáp án. Daddy was sleeping. Câu 17 ạ. Sinh nhật động từ, sau động từ là một trạng từ. Mà có từ gian thì phải là gì? More beautifully. Số 14 ạ. Start cộng cả từ verb cả verb bình lập nhá. Và mình sẽ ưu tiên cộng từ verb nhá. Start cộng cả từ verb và verb bình. Cái nào cô đọc trước thì ưu tiên trước. Start từ verb và verb bình. Đây là cái căn phòng nơi một cuộc họp diễn ra. Where? Câu tiếp theo có là cái chữ ít và nó phải thật ghi nhớ cho cô này. Đứng đầu là từ ít thì 100% phải là ra. Nhá. Đây là nhấn mạnh. Đó chính là cái đồng hồ cát. Lúc nào cứ đứng đầu ít phải là ra. Chứ đừng có dựa vào các cái từ còn lại là gì. Tiếp. Ở đây có từ gì nhỉ? The best. Bao giờ là hiện tại hoàn thành? Đáp án đi. Cứ so sánh hơn nhất sẽ là hiện tại hoàn thành. Đây là cũng tốt nhất của tôi thì nào. Số 18. Sau giới từ in để cộng verb. Đáp án C. Reading. Câu số 19 ạ. A person, đây là số ít, cho nên the studies và tiếp là gì? Đó là gì? Tiếp, James Watt chế tạo phát minh ra cái máy hơi nước thì nó phải là quá khứ. Đó là gì? Tiếp, số 21, khi còn là một đứa trẻ, Faraday không có được học hành nhiều. Việc học hành đó là schooling. Việc học ở trường ấy, đó là schooling. Mr. Sayers rất là làm cho tôi buồn và tôi nghĩ là anh ấy là một người đàn ông rất tẻ nhạt. Đây là bản chất của anh ấy đúng không? Thì phải dùng là boring nhá, đừng có border, border sẽ tâm trạng. Nam có thể chạy nhanh nhất, dơ fastest đúng không? Đáp án đi, dơ là phải so sánh hơn nhất rồi. Xoay từ công thức là influence lấy từ gì? On, ảnh hưởng lên ai? Influence on, ảnh hưởng lên ai? Influence on, ảnh hưởng lên ai? Số 25, love và bình, đáp án C. Lái xe nhanh là rất nguy gì? Nguy hiểm. Sau to be cần điền từ loại là một tính từ, đáp án baby. Tiếp, sau từ up cần điền từ loại là một danh gì? Danh từ. Tiếng Anh thì gì nhỉ? Có rất là nhiều gì đấy à, từ mượn đó, đáp án A. Borrowings. Câu số 28, cái người mà học về toán học thì là gì nhỉ? Nhà toán học. Đúng không? Đáp án C, số ít đúng không? Mathematician. Đáp án này không tồn tại nha. Đáp án B thì giải chữ gì? SC. Đáp án D là môn toán. Số 29 ạ. Ở Anh thì có rất nhiều sự khác biệt về vùng miền. Regional đây là tính từ. Mình cần điền loại là một danh từ. Đáp án baby. Đáp án A là tính từ, còn đáp án B là danh từ sự khác biệt. Số 30, hàng triệu người. Đương nhiên phải dùng là visitors. Số 31 sai đâu cả lớp. See, vì a long time là khoảng thời gian đúng không? Mình đổi từ see này cái gì? For. Số 32, different với giới từ gì? From. Đáp án C. Số 33, recently là hiện tại hoàn thành. Đáp án A sai. Đổi thành have you heard
Have you heard? Ba tư ạ. Thành phố là nơi sinh ra. Còn là giải si. Which là ngày where? Số 35 ạ. Use the two. Đáp án A. Thêm chữ D vào. 36. Có từ last year là quá khứ. Đáp án B. Từ tính sure. 37. Interesting đổi thành interesting. Tật. 38. Would you mind của verb đúng không? Showing. 39. Câu điều kiện ok rồi. 39. Xài đâu? Chúng tôi sẽ có picnic nếu trời mưa. Câu C đúng không? Sẽ thành unless. Nếu trời không mưa, chúng tôi sẽ có picnic. Câu 40 sở hữu ạ. Đáp án C sẽ thành whose. Câu số 41 ạ. Rất nhiều người, người mà sống ở London thì đều thích sống ở như thế nào nó và đi vào các cơ quan của các nhà máy mỗi ngày bằng tàu hỏa hoặc là ô tô. Thích sống ở bên ngoại ô đúng không? Outside. Cho nên đi đến cái nơi mà mình làm bằng tàu hỏa thì cái gì? By. Mặc dù điều này có nghĩa là họ phải thức dậy rất là gì sớm, early in the morning, và về nhà rất là muộn. Thậm chí những căn hộ nhỏ ở London, nếu như không có một cái vườn thì nó tốn rất nhiều chi phí để làm sao nhỉ, để thuê. Ở đây chúng ta có từ small flat, đây là số ít, vì nó là số ít chứ không phải từ cost. Và cái cost của chúng ta thêm gì nhỉ, sc, người ta đã dùng hiện tại đơn hết nha, dùng hiện tại đơn hết. Với cùng số tiền, một người có thể nhà có một căn nhà nhỏ ở vùng gì? Vùng quê. Đúng không ạ? Với gì nhỉ? Một cái vườn của riêng họ. With. Sau đó thì ở cái đất nước này đúng không ạ? Một người ở một quê thì một người có thể nghỉ ngơi, thoát khỏi cái cuộc sống gì? Ầm ĩ đúng không ạ? Và vội vã của thị trấn. Giờ gì? The noise, tiếng ồn. Sau giờ phải là danh từ. The noise phải danh từ tiếng ồn. Mặc dù là một người phải dậy rất là gì sớm, sau has thì cần điền tiểu loại là một phân thứ hai đúng không, got up early, và dành rất nhiều thời gian trên tàu hỏa và xe buýt. Nhưng một người thì có thể ngủ nhiều hơn vào ban đêm và trong suốt dịp cuối tuần, vào các buổi tối mùa hè, on summer evening, in evening, nhưng có summer thì là on summer evening. Chúng ta có thể thưởng thức cái không khí trong lành đúng không? Của vùng quê đúng không? Ba chấm. Nếu như một người nào đó thích vườn thì họ có thể dành cả nhỉ, thời gian rảnh rỗi để đào vườn, quên đào, để trồng cây, để tưới nước và làm hàng trăm những công việc khác đúng không? Những cái mà chỉ cần thiết cho vườn. Which chưa? Rồi ok, bài tập về nhà của chúng mình làm hết bài đọc cộng với lại làm đề số, mỗi lần mình làm đề số 21 rồi đúng không, 22 và 23. Chủ nhật học